chào các bạn. Trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái kinh nghiệm mà mang cherry về Việt Nam nhé. Mặc dù cái mùa cherry tại Canada cũng đã qua rồi, tuy nhiên thì mình nghĩ là các bạn có thể tham khảo để cho những cái mùa tới khi mà cherry nở rộ thì các bạn có thể mà đóng thùng mang về Việt Nam. Mùa cherry tại Canada mà gọi là rẻ nhất và có nhiều nhất, quả ngon nhất là vào tầm khoảng tháng 7. Từ đầu tháng 7 tới cuối tháng 7 là bạn đã có thể là bắt đầu mua được cherry Canada với giá rất là rẻ. Ví dụ như là tầm độ khoảng 4 đô Canada cho 1 cân, tương đương với tầm khoảng 70-80 nghìn tiền Việt Nam thôi. Bởi vậy khi mà các bạn muốn ăn cherry và nghĩ tới việc đi du lịch Canada thì các bạn có thể tính tới cái thời điểm là tháng 7 qua để mà có thể là mua được cherry giá rẻ nhé. Khi mà bạn đi du lịch Canada và bạn tính tới việc mà mang cherry về ấy, thì có thể là bạn sẽ nghĩ tới không biết là làm cách nào để mà mang được cherry về Việt Nam nó còn tươi và ngon nhất ý. Thì đây là một số những kinh nghiệm mà mình đã từng mang cherry từ Canada về Việt Nam và mình muốn chia sẻ tới các bạn. Để mà mang cherry về Việt Nam thì sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là nếu như mà bạn mang hành lý xách tay ấy, thì bạn có thể để cherry vào một cái vali xách tay. Ở cái vali này thì bạn có thể mang tối đa số cherry, ví dụ như là 7-8 cân gì đó, và cho vào cái vali mà bạn xách tay lên máy bay. Cái cách thứ hai nữa mà bạn cũng có thể là nghiên cứu, đó là bạn đóng vào thùng xốp. Mình đã từng đóng vào thùng xốp và cái cách của mình làm là như thế này. Mình mua cái lớp gọi là lớp chống sốc ấy. Nó có cái loại mà bong bóng tròn tròn có khí bên trong ấy. Cái lớp chống sốc này thì bạn có thể mua ở tại Dollarama. Và lớp đầu tiên là mình trải bằng lớp chống sốc xong và mình đặt cherry lên trên. Sau khi mà đặt cherry lên trên như vậy thì mình cũng sẽ giải cái lớp chống sốc ở giữa các cái túi cherry như vậy. Điều đó có nghĩa là nó sẽ giúp cho cái cherry của bạn nó không bị va đập vào nhau và nó giúp cho không bị dập. Tuy nhiên mà để mà có cherry về đến Việt Nam mà nó còn tươi ấy, thì các bạn có thể là mua những cái túi đá khô ở trong Walmart. Những cái túi đá khô này trước khi mà bạn bỏ vào trong thùng xốp thì bạn để cho nó đông lại, để cho nó lạnh và cứng lại. Sau đó thì tới cái ngày về thì các bạn có thể là mang cái lớp đá khô này đặt vào trong cái thùng cherry ấy. Và các bạn nhớ lưu ý này, ví dụ như là ngày mai các bạn về thì ngày hôm nay các bạn mới đi mua cherry và lúc này các bạn mới đóng cherry vào trong cái thùng xốp để mà đảm bảo cho cái cherry của bạn một cách được tươi nhất, ngon nhất khi về Việt Nam. Sau khi mà đã có lớp chống xốp ở phía dưới này và phía xung quanh hoặc là xen kẽ giữa các cái túi cherry đó thì ở phía lớp trên của cái túi đó thì các bạn cũng để thêm một cái lớp chống sốc nữa. Và các bạn nhớ lưu ý này, các bạn cần phải xếp cherry làm sao để cho nó không có những cái khoảng không, khoảng trống. Nếu như có bất kỳ khoảng trống nào thì các bạn nên dùng cái lớp chống sốc đó để các bạn chèn vào giữa. Bởi vì khi mà cái thùng của bạn ấy nó không có khoảng không ấy, và lúc quá trình vận chuyển nó lật đi lật lại cái thùng đó thì các cái túi cherry của bạn nó sẽ không bị va đập vào cả thùng xốp nữa. Vì vậy các bạn nhớ lưu ý là các cái túi cherry phải được bao bọc xung quanh, bao bọc trên và dưới, bao bọc ở giữa các lớp túi cherry để là làm sao cho không có cái khoảng không còn trống nào để mà cherry có thể lật ngang lật dọc. Và sau khi thực hiện cái việc như vậy, bao gồm là chèn các lớp chống xốp này, để đá khô vào trong thùng xốp này, và kết quả là khi về tới Việt Nam thì cái thùng xốp có chứa cherry của mình nó được an toàn và tất cả 100% tất cả các quả cherry ở trong đó không bị dập một quả nào và còn rất là giòn và ngọt. Bởi vậy mà trong cái clip này thì mình muốn chia sẻ cái kinh nghiệm của mình đã từng mang cherry về để giúp cho các bạn có thể tham khảo thêm và các bạn có thể là mang được những cái trái cherry tươi nhất, ngon nhất, giòn nhất, chín nhất về Việt Nam và những cái mùa cherry kế tiếp. Và nếu như mà các bạn còn quan tâm tới những cái kinh nghiệm khác thì các bạn có thể nhấn nút subscribe kênh Bước Ngoặt Channel của chúng mình để mà cập nhật những cái thông tin mới nhất và có thêm những cái kinh nghiệm mới nhất về cách sống cũng như là về cái kinh nghiệm tại Canada nói chung nhé. Và bây giờ thì chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.